Rồi ok, mình qua tới cái phần 2, phần quang hình học rồi ha. Thì hình học quang, quang là ánh sáng mà. Vậy ở đây chúng ta học về ánh sáng. Đây, chúng ta phải giải thích cái chữ quang hình học này có nghĩa là cái gì. Đấy, thì quang hình học, hình học là ngôn ngữ của hình học. Như vậy, quang hình học đó chính là sử dụng ngôn ngữ của hình học để mô tả ánh sáng. Đấy, thì mô tả ánh sáng là mô tả cái gì của ánh sáng. Thì chúng ta thấy là ngôn ngữ hình học chúng ta nó gồm có ví dụ như có đường thẳng, vector này nọ. Đấy, thì những cái của hình học nó rất thích hợp để nó mô tả đường đi của ánh sáng, đường truyền của tia sáng. Đấy, thì cái bộ môn nghiên cứu về ánh sáng, nghiên cứu về cái đường truyền của tia sáng bằng hình học, chúng ta gọi nó là quang hình học. Đó. Thì trong cái quang hình học này nè, nó được chi phối bởi ba cái định luật. Đó. Thì cái định luật, ba định luật này cũng rất là quen với chúng ta, học ở cấp 2 rồi. Định luật thứ nhất là định luật truyền thẳng ánh sáng. Đấy. Định luật truyền thẳng ánh sáng nói rằng là trong môi trường đồng tính và trong suốt thì ánh sáng sẽ truyền theo đường thẳng. Thì thí dụ như môi trường không khí hiện giờ đang là môi trường đồng tính và trong suốt. Đó, môi trường nước cũng vậy. Đấy, tuy nhiên cái môi trường không khí ở sa mạc thì nó không có phải là môi trường đồng tính. Bởi vì những cái lớp không khí ở gần bề mặt cát á, thì nó sẽ nóng, nóng hơn. Còn những cái lớp không khí mà ở bên trên á, thì nó sẽ mát hơn. Do đó cái môi trường đó là môi trường không đồng tính. Và ánh sáng sẽ truyền qua môi trường đó thì nó sẽ không đi theo đường thẳng. Chúng ta sẽ đề cập nó ở trong một vài bài tiếp theo. Còn ở đây chúng ta nói tới các định luật chi phối quang hình học chúng ta. Định luật thứ hai chi phối quang hình học chúng ta đó là định luật phản xạ ánh sáng. Thì ở đây chúng ta cũng nhớ lại định luật phản xạ ánh sáng nó nói như thế nào nha. Chúng ta có một bề mặt phản xạ ánh sáng. Rồi đây, đây chính là một bề mặt phản xạ ánh sáng như mặt gương chẳng hạn. Đấy. Rồi, chúng ta có một cái tia tới, truyền tới một cái bề mặt phản xạ ánh sáng. Thì cái tia tới này chúng ta có nhớ có dấu mũi tên nha. Đấy. Rồi. Để chúng ta vẽ được cái tia phản xạ thì chúng ta sẽ dựng cái pháp tuyến lên. Pháp tuyến đó là cái đường thẳng vuông góc với lại cái mặt phản xạ. Đấy. Rồi, vậy thì định luật phản xạ nói rằng là tia tới hợp với pháp tuyến một góc là y góc tới, thì tia phản xạ cũng sẽ hợp với lại góc, cũng sẽ hợp với tia pháp tuyến một góc phản xạ luôn, một góc phản xạ bằng góc tới. Như vậy chúng ta có được định luật phản xạ ánh sáng. Đấy. Hai góc này bằng nhau. Góc tới với góc phản xạ bằng nhau. Đó, thì đây được gọi là định luật phản xạ ánh sáng. Rồi. Định luật khúc xạ ánh sáng, khúc xạ, xạ là đường đi. Như vậy khúc có nghĩa rằng là bị gãy khúc, đường đi tia sáng bị gãy khúc khi truyền từ môi trường này qua môi trường kia. Như vậy ở đây chúng ta có một cái môi trường, có ít nhất chúng ta phải đi từ môi trường, đi trong hai môi trường, ánh sáng phải đi trong hai môi trường ha. Và dĩ nhiên hai môi trường đó phải là trong suốt và đồng tính nha. Đấy. Ở đây chúng ta có một cái mặt phân cách hai môi trường. Đấy, môi trường số 1, môi trường số 2, thí dụ như ánh sáng đi từ không khí vô nước đi chẳng hạn. Thì ở đây chúng ta sẽ có được là tia, cũng tia tới luôn. Tia tới đi từ môi trường 1 tới. Vậy thì tia đáng lý ra nếu như mà cái môi trường ở bên dưới này nè, nó cũng là môi trường giống như môi trường số 1 luôn á, thì tia sáng chúng ta nó sẽ truyền thẳng luôn, giống vậy. Được ha? Rồi, tuy nhiên khi ánh sáng truyền từ môi trường 1 qua môi trường 2 thì cái tia sáng chúng ta nó không còn truyền thẳng được nữa mà nó bị gãy khúc. Nó bị gãy một đoạn đi. Nó bị gãy một đoạn. Đó, nó bị gãy giống như thế này chẳng hạn. Đấy. Rồi, thì ở đây chúng ta cũng dựng pháp tuyến lên luôn. Pháp tuyến là cái mặt cái lượt là cái đường vuông góc với lại cái mặt phân cách hai môi trường. Thì từ cái pháp tuyến này chúng ta mới có được đây là góc tới nè. Đấy, cái tia sáng này chúng ta gọi là tia sáng tới. Tia sáng tới hợp với pháp tuyến một góc là góc y góc tới, thì nó sẽ cho ra cái tia bị gãy khúc. Thì cái tia mà bị gãy khúc này chúng ta gọi là tia khúc xạ. Đó. Và cái tia khúc xạ này nó sẽ hợp với pháp tuyến một cái góc nào đó, một cái góc
khúc xạ chúng ta ký hiệu chữ R, và chữ R này ký hiệu nó là viết tắt của refraction, khúc xạ, được ha. Đấy, và lưu ý rằng là cái tia tới với tia khúc xạ và pháp tuyến này đồng phẳng với nhau nha, nó cùng nằm trên một mặt phẳng giấy nha. Đấy, chứ không có cái chuyện là tia tới nó đang chiếu vậy, tia khúc xạ nó lại chỉa lên vậy là không có nha. Đấy, tia khúc xạ nó phải đồng phẳng với lại cái tia tới chúng ta. Rồi, thì cái đó chúng ta gọi là hiện tượng khúc xạ ánh sáng. Và cái hiện tượng này chúng ta gọi là hiện tượng khúc xạ ánh sáng. Đấy, tuy nhiên trong cái hiện tượng khúc xạ ánh sáng này chúng ta phải khảo sát để biết rõ ràng rằng là về rốt cuộc là cái góc Y này nè với góc R này nè nó bị gãy khúc, nhưng mà bị gãy khúc như thế nào, nó có thiếu gì cách gãy khúc. Gãy khúc vậy cũng gọi là gãy khúc vậy, gãy khúc vậy cũng gọi là gãy khúc vậy, gãy khúc vậy cũng gọi là gãy khúc vậy. Vậy thì rốt cuộc rằng là cái quy luật thay đổi của R theo Y ấy, nó sẽ như thế nào. Đấy, thì cái nhiệm vụ của chúng ta trong cái chương này đó chính là đi tìm hiểu cái định luật khúc xạ ánh sáng này. Đấy, thì cái định luật khúc xạ ánh sáng nó sẽ mô tả chúng ta thấy rằng là cái quy luật của tia khúc xạ khi chúng ta có được tia tới. Và mà chúng ta biết là đã là định luật thì thế nào cũng phải có thực nghiệm. Đấy, cho nên là cái định luật khúc xạ ánh sáng này nó cũng bắt nguồn từ cái thí nghiệm. Và thí nghiệm đó chúng ta gọi là thí nghiệm Snell Descartes. Rồi, đây, chúng ta có Snell Descartes, ông Descartes, được ha? Thì ông này khá là quen thuộc với chúng ta. Đấy, thì chúng ta sẽ cùng coi coi thí nghiệm của hai ông này như thế nào. Rồi, ok, chúng ta trước hết chúng ta có một cái đây là cái dụng cụ thí nghiệm định luật khúc xạ ánh sáng. Chúng ta có cái miếng này, đó là cái bảng mica, hay nói khác là chúng ta sẽ cho ánh sáng đi từ môi trường không khí đi vô mica, ra như thế này. Rồi, được ha. Thì chúng ta thấy quan sát trên hình chúng ta thấy rằng là đây là tia tới nè. Đó, đây là tia tới. Rồi, cái tia hơi mờ mờ này nó là tia phản xạ, nên nhớ cái bề mặt này chúng ta cũng phản xạ ánh sáng được nha. Đấy, rồi thì cái tia mà bị gãy khúc này chúng ta đó chính là tia tia khúc xạ nè. Vậy thì cái tia này là tia gì? Đấy, cái tia bên đây là tia gì? Đấy, thì nói thẳng ra nó chính là cái đường kéo dài của tia tới khi khi mà chúng ta thấy rằng là ở đây cái nguồn sáng chúng ta nè, cái nguồn sáng trên đây nó cao chứ nó không có thấp, cho nên là sẽ có một phần sáng ở bên dưới thì nó đi qua mica, nhưng sẽ có một phần phần sáng bên trên thì nó sẽ đi qua không khí ở bên trên, nó đi thẳng luôn. Nếu chúng ta lấy tay chúng ta che cái phần ở bên trên, chúng ta sẽ thấy rằng là mất cái phần sáng ở bên trên, được ha. Đấy, mất cái đường kéo dài. Đấy, rồi thật ra chúng ta có đường kéo dài để chúng ta có thể so sánh được cái độ lệch giữa tia tới với tia khúc xạ cho nó dễ. Rồi, ok, vậy thì bây giờ nhiệm vụ chúng ta là chúng ta sẽ đi khảo sát với góc tới, với từng cái góc tới thì chúng ta sẽ đo từng cái góc khúc xạ. Được ha. Đấy, rồi thì ở đây chúng ta sẽ đo bắt đầu từ không đi. Ok, chúng ta thấy rằng là trong tình huống mà tia tới nó đi vuông góc với lại cái mặt phẳng môi trường này luôn, mặt phẳng hai môi trường này, thì chúng ta có được là tia khúc xạ sẽ đi thẳng luôn. Vậy điều đó có nghĩa là lúc đó sẽ không có hiện tượng khúc xạ ánh sáng. Ok, như vậy hiện tượng khúc xạ ánh sáng nó chỉ xảy ra khi mà tia tới chúng ta nó chiếu xuyên góc thôi, còn nếu mà chiếu vuông góc như thế này không có xảy ra hiện tượng khúc xạ ánh sáng. Đấy, rồi ok, vậy thì chúng ta cũng ghi nhận luôn trong trường hợp này góc tới là góc hợp giữa pháp tuyến, mà bây giờ với tia tới, mà bây giờ tia tới nó trùng pháp tuyến luôn, do đó góc tới nó sẽ bằng không, góc khúc xạ cũng sẽ bằng không luôn, được ha. Rồi ok, ghi nhận lại. Rồi chúng ta ghi nhận lại vậy ha. Đấy, mấy đứa cũng nên lấy giấy ra rồi kẻ cái bảng rồi ghi nhận luôn góc tới góc khúc xạ luôn. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ thay đổi cái góc tới thành 10 độ. Rồi góc tới là 10 độ thì góc khúc xạ sẽ là này là 5 độ, 6 độ, 7 độ. Ghi nhận. Rồi thay đổi tiếp 20 độ. Rồi góc tới là 20 độ thì góc khúc xạ nó sẽ là 10 độ nè, 11, 12, 13 độ.
Rồi tiếp tục. Rồi góc tới chúng ta 30 độ thì góc khúc xạ nó sẽ là 15, 16, 17, 18, 19. 19 độ, gần 20 độ thôi, chúng ta cho 20 độ luôn. Rồi tiếp tục. Góc tới bây giờ đang là 40 độ thì góc khúc xạ đang là 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25 độ. Ok, tiếp. Rồi, góc khúc xạ đang là 50 độ thì góc tới đang là cỡ khoảng xấp xỉ gần 30 độ. Ok, tiếp. Rồi, góc tới là 60 độ thì góc khúc xạ sẽ cỡ cỡ khoảng 34 độ. 34 độ. Rồi, tiếp. Góc khúc xạ là 70 độ thì góc tới là 70 độ thì góc khúc xạ cỡ khoảng 35, 36, 37, 38, 39 độ. Rồi ok, tiếp. Góc tới là 80 độ thì góc khúc xạ là cỡ khoảng 40, 41 độ. Rồi, như đó đủ rồi ha. Nếu muốn thực nghiệm thêm, chúng ta có thể lấy những cái số như 75, 65, 55, 45 gì đó. Chúng ta càng làm nhiều số liệu càng làm càng nhiều, nhiều số liệu càng tốt. Đây, ở đây thì chúng ta làm khoảng vài vài số liệu đó. Mấy đứa có thể tham khảo trong sách giáo khoa chúng ta cũng thấy. Rồi ha. Mấy đứa tham khảo trong sách giáo khoa thì chúng ta thấy rằng là cái quy luật, cái mối liên hệ giữa cái góc khúc xạ góc tới á, nó theo cái quy luật là lấy sin góc tới chia cho sin góc khúc xạ, nó sẽ là một hằng số đó. Rồi được ha. Chúng ta cùng thực nghiệm lại cái thí nghiệm hồi nãy thôi. Có đúng là sin y di sin rồi nó là hằng số không? Đấy, thì ở đây chúng ta có cái đại lượng là sin y với sin rồi. Rồi, đây là sin y chia sin r ha. Chúng ta thử chia coi nó có hằng số không. Đầu tiên là sin không chia sin không. Sin không chia sin không không chơi nha. Được ha. Tại vì sao? Bởi vì lúc này nó có hiện tượng khúc xạ ánh sáng đâu mà chúng ta xét. Rồi, chúng ta phải xét khi có hiện tượng khúc xạ ánh sáng rồi. Rồi ok, vậy thì cặp cặp tiếp theo là 10 với 7 độ, vậy sin 10 chia sin 7 độ là cỡ khoảng 1,42. Đấy. Tiếp theo cỡ khoảng 1,52. Nó cỡ khoảng 1,46. Nó cỡ khoảng tiếp theo 1,52. Tiếp 50 với 30 cỡ cỡ khoảng 1,53. Tiếp rồi cỡ cỡ khoảng 1,548 là 1,55. Rồi cặp tiếp theo nó ra cỡ khoảng 1,49. Tiếp rồi tiếp theo nó sẽ ra cỡ khoảng 1,5. Đó, như vậy ở đây chúng ta thấy rằng là dĩ nhiên những cái hàng này nó chênh lệch nhau do sai số. Đã thực nghiệm thì phải sai số, mà tại tại vì nãy giờ chúng ta thấy là cái tia sáng chúng ta đáng lý thực ra là nó đâu có tròn gì, những cái góc này đâu có tròn như vậy đâu. Đấy. Cho nên đó là ở đây chúng ta thấy rằng là nếu tính ra thì chúng ta thấy số nó hết nhảy lên 1,42 lên 1,52, 1,46, 1,52, tức là cái con số nó có dao động quanh một cái vị trí rồi đó. Thì cái vị trí, cái giá trị trung bình đó đó, chúng ta lấy giá trị trung bình của mấy thằng này chúng ta sẽ ra. Chúng ta ra được cỡ gỡ khoảng 1,5. Được ha? Đấy, thì chúng ta có được là cái hằng số này sin y di sin r nó sẽ cỡ khoảng 1,5. Đấy. Rồi, vậy thì có cái cách nào để chúng ta có thể làm cho nó chính xác hơn không? Đấy, thì chúng ta biết rằng là giữa một phép đo góc với là một phép đo độ dài á, thì chắc chắn là phép đo độ dài chúng ta nó chính xác hơn. Ừ, và đó là cái cách làm của người thời xưa. Đấy, hồi xưa người ta đo cái tìm cái mối liên hệ giữa tia khúc xạ với tia tới, người ta cũng khá cực khổ. Người ta không có làm theo kiểu giống như thế này.
đấy, mà người ta sẽ vẽ vẽ cái đường ti khúc xạ lên nè, à, vẽ đường ti tới chứ, đây ti tới. Đó. Rồi, có tia tới rồi người ta cũng vẽ tia khúc xạ luôn. Đó. Nối cái điểm này với này là chúng ta có được tia khúc xạ. Đấy, thì hồi xưa người ta làm là người ta sẽ ghim cái kim. Đấy, ghim cái kim vô. Đấy, người ta đặt mắt rồi ghim cái kim vô đây để làm cái điểm tới nè, rồi ghim cái vô cây kim vô đây thì hay cây kim đây cây kim bên này đấy, với cái kim này nó sẽ tạo thành một cái tia tới đó, còn cây kim này với cây kim này nó sẽ tạo thành cái tia khúc xạ đó, là từ đó người ta mới rõ có được tia khúc xạ và tia tới đấy. Và dĩ nhiên thời xưa người ta cũng sẽ không không đo góc để đo góc khúc xạ góc tới đâu, mà người ta sẽ tìm cái mối quan hệ giữa độ lệch của tia tới với tia khúc xạ bằng cách đó là người ta vẽ kéo dài, vẽ có tuyến ra nè đó, rồi sau đó từ cái điểm này nè người ta hạ vuông góc lên bên bên đây đó, người ta hạ vuông góc lên bên đây, rồi từ cái điểm bên đây người ta hạ vuông góc lên bên đây đó, thì người ta mới thấy rằng là à cái cạnh này nè, cái cạnh này là A, cạnh này là B nè đó, thì khi tia tới nó có nó ở các vị trí khác nhau thì cái khoảng cách A nó khác nhau với khoảng cách B nó khác nhau đó, thì người ta mới nhận thấy rằng là mối quan hệ giữa cái độ lệch tia tới với tia khúc xạ này nè, độ gãy khúc đó đó nó được xác định bởi cái tỷ số A trên B hay là B trên A gì đó. Được ha. Đấy. Thì ở cái tỷ số A trên B này nè, cái tỷ số A trên B, cái tỷ số A chia B thì chúng ta thấy rằng là cái tia này nè, cái tia tới này nè, nó đang là cạnh huyền của cái tam giác này. Đúng không? Còn cái tia khúc xạ này nó đang là cạnh huyền của cái tam giác này. Được ha? Đấy, như vậy A chia B thì chúng ta sẽ viết nó lại thành là A chia cho cạnh huyền, chia cho B, chia cho cạnh huyền. Đấy. Thì cũng vậy thôi, tại vì hai cái tia này nó đang là bán kính của cái đường tròn này. Đấy. Cho nên hai cạnh huyền này như nhau cả. Đấy. Thì từ đó chúng ta có được là A chia cho cạnh huyền, lấy A mà chia cho cái cạnh huyền này chúng ta ra được sin của cái góc này. Mà chúng ta thường hay gọi là sin góc tới y. Thằng này là sin góc B chia cho cạnh huyền, lấy cạnh này, lấy cạnh đối này chia cho cạnh huyền, chúng ta ra được sin của góc khúc xạ rồi, vậy chúng ta có được là a chia cạnh huyền thì nó bằng là sin góc tới, còn hàng này là sin góc khúc xạ. Được ha? Thì người ta mới nhận thấy rằng là cái tỷ số a trên b này nó là một hằng số. Đấy, cho nên thành ra là định luật khúc xạ ánh sáng người ta nói chúng ta thấy rằng là đó chính là sin y chia sin r, nó là một hằng số. Rồi, rồi như vậy chúng ta kết luận được rằng là cái định luật khúc xạ ánh sáng này trong sách giáo khoa này người ta có nói đây, đối với lại môi trường trong suốt và hai môi trường trong suốt đồng nhất nhất định, tỷ số giữa sin góc tới và sin góc khúc xạ là một hằng số, và người ta ký hiệu chữ góc cái hằng số này là chữ n. Rồi ha, đấy như vậy tới đây chúng ta xong được định luật khúc xạ ánh sáng rồi, nhưng vấn đề nằm ở chỗ là chúng ta phải đi giải thích cái định luật khúc xạ ánh sáng đó. Đó. Vấn đề á là cái hằng số này nó là cái gì? Hằng số này có ý nghĩa gì không? Đấy, hằng số này có ý nghĩa gì không? Đấy, hằng số này nó phụ thuộc một cái gì? Phụ thuộc vào cái gì? Được ha? Đấy. Rồi tại sao tia sáng lại phải đi phải bị khúc xạ ánh sáng vậy? Tại sao tia sáng không truyền thẳng đi mà nó lại bị gãy khúc? Đấy. Được không? Chúng ta phải đi giải thích được cái định luật này.
Rồi ok, vậy thì giờ chúng ta đi giải thích cái ý đầu tiên nè, hằng số này nó có ý nghĩa là gì. Rồi chúng ta sẽ đi tìm hiểu cái hằng số đó nó có ý nghĩa là gì. Thì cái định luật khủng sợ ánh sáng biểu thức chúng ta viết nó chính là sin y chia sin r bằng một cái hằng số n, hay nó khác nhân lên thì chúng ta có được là sin y bằng n nhân cho sin r. Rồi ha, ok. Chúng ta xét hai trường hợp như nhau, cái góc tới y này như nhau, nhưng mà ở đây chúng ta đang xét cái môi trường bên đây là môi trường có n nhỏ đấy, còn môi trường bên đây là môi trường n lớn. Vậy thì bây giờ n này mà càng lớn thì góc sin r này nó càng nhỏ, bởi vì cùng góc sin y. Như vậy điều đó có nghĩa rằng là góc tới chúng ta là góc y cùng nhau. Thì nếu như môi trường khúc xạ, cái môi trường bên đây là môi trường khúc xạ nè, nó có n nó nhỏ được ha, thì lúc đó cái hằng số nó nhỏ thì nó sẽ làm cho cái góc khúc xạ nó tương đối là nó lớn đấy, góc khúc xạ tương đối nó lớn. Rồi nhưng đối với những cái môi trường mà có chiếc có nhưng mà đối với cái môi trường mà có n lớn á thì chúng ta sẽ có được là cái góc khúc xạ nó sẽ nhỏ, nó sẽ nhỏ đúng như thế này. Như vậy ở đây chúng ta từ đây chúng ta có thể thấy được cái ý nghĩa của nó. Rõ ràng cái đại lượng cái hằng số này nó nhỏ, nó sẽ làm cho cái tia sáng chúng ta nó ít gãy khúc hơn, còn cái hằng số này mà nó lớn nó sẽ làm cho cái tia sáng ta nó bị gãy khúc nhiều hơn. Như vậy cái hằng số này nó đặc trưng cho cái độ gãy khúc của tia sáng. Đó. Thì chúng ta ở trong tiếng Hán độ gãy khúc chúng ta gọi là chiết. Đó. Mức độ gãy khúc thì nó là xuất. Như vậy ở đây chúng ta có được chiết xuất. Chiết xuất có nghĩa rằng là mức độ bẻ gãy tia sáng, bẻ gãy khúc tia sáng là nhiều ít. Nếu như cái chiết xuất n này được gọi là chiết xuất. Vậy thì nếu như cái chiết xuất n này mà nó nhỏ thì có nghĩa rằng là mức độ bẻ gãy tia sáng ít, đường đi tia sáng nó sẽ bớt bị bẻ gãy. Nhưng cái chiết xuất mà lớn có nghĩa rằng là cái độ bẻ gãy rất là lớn, tia sáng bị bẻ gãy nhiều đó, bị gãy khúc nhiều đó. Đó là ý nghĩa của cái chữ n ở trong. Và chúng ta biết rằng là môi trường nào thì cũng cũng sẽ có chiết xuất hết được ha. Đây ở trong sách giáo khoa chúng ta có thấy, đây trong sách giáo khoa có cái bảng này, chúng ta có thấy rằng là mỗi cái chất khác nhau nó đều có một cái chiết xuất khác nhau ha. Đây và hơn nữa cái mức độ bẻ gãy hay nó là chiết xuất đó, cái độ bẻ gãy đường đi của tia sáng á, nó không phải chỉ phụ thuộc vào mỗi cái chiết xuất của môi trường này đâu đó, mà nó còn cái phụ thuộc vào cái chiết xuất của môi trường tới nữa. Như vậy ở đây chúng ta có hai môi trường này chúng ta gọi là môi trường khúc xạ, môi trường này chúng ta gọi là môi trường tới. Vậy ha, vậy chiết xuất của môi trường khúc xạ chúng ta ký hiệu là NR đi, rồi chiết xuất của môi trường tới chúng ta ký hiệu là NI đi. Đó. Thì chúng ta sẽ có được là khúc định luật khúc xạ ánh sáng chúng ta bây giờ nó sẽ viết lại, nó sẽ là NI sin Y nhân cho NR sin R. Đấy, sở dĩ từ hồi nãy chúng ta không viết NI này, chúng ta bỏ NI đi, chúng ta chỉ viết là sin Y bằng n sin r thôi, đơn giản là tại vì từ nãy giờ chúng ta khảo sát là tia sáng truyền từ môi trường không khí vào môi trường có chiết xuất n nào đó được ha, mà chúng ta biết là môi tia sáng mà truyền từ môi trường không khí thì cái không khí chúng ta là có chiết xuất là 1,000293, nó rất nhỏ. Nếu như không cần độ chính xác cao lắm thì có thể coi như không khí này chứ có chiết xuất bằng một luôn, coi nó như là chân không luôn. Được ha. Đấy, như vậy ở đây định luật khúc xạ ánh sáng đúng chúng ta thì chúng ta nên viết là NI sin Y bằng NR sin R. Đấy, lấy chiết xuất của môi trường tới nhân cho góc tới, nhân cho sin góc tới thì sẽ bằng là chiết xuất của môi trường khúc xạ nhân cho sin góc khúc xạ. Đấy, trong trường hợp môi trường tới là môi trường không khí hoặc là chân không, chúng ta có thể coi cái NI này bằng một luôn. Đấy. Rồi. Nhưng vấn đề ở chỗ là lý do tại sao các môi trường thì nó lại có chiết xuất vậy? Đấy, chiết xuất của môi trường rốt cuộc nó tới từ đâu?
Đó, thì chúng ta quay trở lại cái câu hỏi thứ hai mà chúng ta cần giải đáp. Đây, câu hỏi thứ hai đó chính là tại sao tia sáng lại bị gãy khúc vậy? Tại sao nó không chiều thẳng mà lại bị gãy khúc? Nguyên nhân nào? Ai là thủ phạm làm cho tia sáng bị gãy khúc vậy? Đấy, câu trả lời rất đơn giản, đó chính là do tia sáng nó đang đi từ môi trường này mà nó đột ngột nó đi qua môi trường kia. Đấy, chính sự thay đổi đột ngột đó nó làm cho cái tia sáng nó bị gãy khúc. Vậy thì khi mà tia sáng đang đi từ môi trường này nó đột ngột đi qua môi trường kia thì phải có sự thay đổi gì nào đó. Thì cái sự thay đổi đó dễ thấy nhất đó chính là vận tốc. Vận tốc của tia sáng truyền trong môi trường này và môi trường kia nó không giống nhau. Chính sự thay đổi vận tốc một cách đột ngột đó nó đã làm cho tia sáng nó bị gãy khúc. Chúng ta có thể coi tia sáng như là một chiếc xe để chúng ta có thể giải thích nó. Rồi đây đây chính là chiếc xe chúng ta. Được ha, tia sáng đang đi thì chiếc xe này như là chiếc xe bốn bánh này, chúng ta nhìn từ trên xuống ha, chúng ta thấy có bốn cái bánh nè. Đấy, thì tia sáng đang đi tới như thế này thì chiếc xe chúng ta cũng có vận tốc, nó đang hướng xuống như thế này, bốn cái bánh chúng ta cũng có vận tốc hướng xuống giống vậy. Đấy, hiện giờ chưa có vấn đề gì xảy ra hết cho tới khi chiếc xe này nó bắt đầu nó chạm vô cái mặt phân cách giữa hai môi trường. Đấy, vận tốc của ba cái bánh xe này hiện tại vẫn không đổi là bởi vì nó vẫn đang trong môi trường không khí hoặc môi trường chân không mà. Được ha? Đấy, vận tốc của ánh sáng trong môi trường không khí hoặc chân không coi như là C. Đấy, chúng ta ký hiệu nó là C bằng 3 nhân 10 mũ 8 mét trên giây. Đấy, cái này người ta đo được nha. Đấy, vận tốc ánh sáng trong chân không 3 nhân 10 mũ 8 mét trên giây. Đó là vận tốc lớn nhất. Rồi, tuy nhiên khi mà chiếc xe này nó đụng vô cái môi trường này nè thì chúng ta để ý cái bánh này nè. Đấy, cái bánh xe này nó đang rơi vô một cái môi trường, thí dụ môi trường nước đi. Lúc đó cái bánh xe này nó bị hãm vận tốc lại. Đấy, nó không còn nhanh như ba cái bánh kia nữa. Như vậy, theo cảm tính chúng ta sẽ thấy rằng là cái xe này nè nó sẽ không còn đi thẳng được nữa mà nó sẽ bị quẹo xuống như thế này. Nó sẽ bị quẹo cua xuống như thế này. Đó. Đó ha. Đấy, đó là lý do tại sao chúng ta có được cái tia khúc xạ này nó bị bẻ gãy so với tia tới. Đấy. Và khi qua tới đây thì các bánh xe nó đều có cùng vận tốc nhỏ như nhau hết. Được ha. Đấy thì xe nó đi thẳng luôn. Đấy, theo như cái định luật khúc xạ ánh sáng chúng ta. Đấy, thí dụ như bên đây đây trong môi trường không khí thì vận tốc là 3 nhân 10 mũ 8 đi. Qua đây nó chỉ còn lại khoảng 2,9 nhân 10 mũ 8 mấy trên giây thôi. Đó, thì nó sẽ làm cho cái xe chúng ta bị quẹo như thế này. Đấy. Nhưng nếu như bây giờ chúng ta cái môi trường này chúng ta có n lớn. Có nghĩa là cái môi trường này đậm đặc. Cái xe chúng ta đang đi với vận tốc là 3 nhân 10 mũ 8 mét trên giây. Bây giờ qua cái môi trường này nó hãm vận tốc xuống còn 2 nhân 10 mũ 8 mét trên giây thôi thì sao? Đấy. Bên đây từ 3 xuống 2,9 nhân 3, bên đây từ 3 xuống 2 luôn. Rồi thì chúng ta coi. Rồi, ba cái bánh này vẫn đang có vận tốc 3 nhân 10 mũ 8 mét trên giây, nhưng cái bánh này nó bị giảm vận tốc đáng kể. Đó, nó không bên đây nó vẫn còn nó như là bên đây vận tốc nó giảm đi rất là nhiều. Như vậy cái độ bẻ cong, cái độ quẹo của cái xe này nó càng ngày càng gắt. Đó, như vậy nó ứng với cái trường hợp hồi nãy chúng ta. Đấy, cái xe nó bị bẻ rất là gắt. Rồi ha. Như vậy ở đây chúng ta nhận thấy một điều rằng là môi trường có chiết xuất càng lớn thì tốc độ di chuyển càng nhỏ, còn môi trường có chiết xuất càng nhỏ thì tốc độ di chuyển nó lớn. Như vậy ở đây chúng ta có được là chiết xuất sẽ tỷ lệ nghịch với lại vận tốc. Rồi ha. Đây. Và ở đây chúng ta có luôn là chiết xuất tỷ lệ nghịch theo vận tốc bởi mối quan hệ đó chính là lấy C chia V, lấy vận tốc của môi trường chân không chia cho vận tốc môi trường, hay nói khác là vận tốc của ánh sáng trong một môi trường nào đó nó sẽ bằng là vận tốc trong chân không chia đi cho chiết xuất, nó bị giảm đi một lượng là n. Đó, đây chính là cái ý nghĩa của chiết xuất chúng ta. Chiết xuất
nó có hai ý nghĩa ha. Một nó chính là cái mức độ làm cho gãy tia sáng đấy. Cái thứ hai đó chính là nó chính là cái mức độ làm cho suy giảm vận tốc, chiết xuất càng nhiều thì vận tốc càng nhỏ đấy, mức độ làm chậm vận tốc ánh sáng đó. Rồi vậy bây giờ chúng ta khảo sát với trường hợp là y bằng không thôi. Y bằng không có nghĩa là cái xe này nó sẽ đâm thẳng vuông góc vô cái mặt phân cách luôn. Đây, trong trường hợp này cái xe nó đâm thẳng vô mặt vuông góc vô cái mặt phân cách luôn, thì chúng ta thấy rằng là hai cái bánh trước nè nó bị giảm vận tốc một cách đồng thời. Chính vì vậy thành ra nó sẽ không làm cho cái xe chúng ta nó bị lệch hướng được ha. Đây, vậy bây giờ nếu tia sáng đi ngược từ môi trường ở bên dưới lên thì sao? Đấy, như thế này, ánh sáng đi từ môi trường có chiết xuất N ra không khí đi. Đấy, hay nói khác là ánh sáng đang đi từ môi trường có, ở chỗ này thì ghi nhầm nha. Đang đi từ môi trường có vận tốc nhỏ sang môi trường có vận tốc lớn. Thì nó sẽ như thế nào? Ok, chúng ta cũng tưởng tượng cái xe luôn. Đây, cái xe chúng ta nó như thế này. Do cái xe đang ở trong môi trường có vận tốc nhỏ, nên ba cái bánh này vẫn đang có vận tốc nhỏ, nhưng cái bánh này nó đã bắt đầu ra môi trường lớn rồi nè. Đấy, ra môi trường có vận tốc lớn, cho nên thành ra là vận tốc nó tăng đột ngột. Chính vì vậy nó sẽ làm cho cái xe nó sẽ bị bẻ quanh vậy. Được ha? Hay nói khác là tia khúc xạ chúng ta trong trường hợp này nó sẽ đi như thế này. Nó sẽ đi như thế này. Được chưa? Đấy, như vậy đi từ môi trường có chiết xuất nhỏ sang chiết xuất lớn sang môi trường có chiết xuất nhỏ, thì chúng ta sẽ có được là bây giờ góc này lại là góc tới, còn góc này lại là góc khúc xạ rồi. Được ha? Đấy, như vậy chúng ta có được là góc khúc xạ lúc này nó sẽ lớn hơn góc tới. Được chưa? Đấy. Rồi ok, chúng ta thử 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 nghiệm lại thử coi, dùng dùng cái đèn chúng ta chiếu coi đúng như vậy không. Rồi đây, bây giờ thầy sẽ cho chiếu tia sáng đi từ dưới lên, được ha? Đấy, chiếu tia sáng đi từ dưới lên thì chúng ta thấy rằng là đây chính là tia tới nè, đây chính là tia khúc xạ. Đấy, còn đây chính là cái góc này nè, cái góc này chúng ta gọi là góc tới, còn góc này chúng ta gọi là góc khúc xạ. Đó, cái góc này chúng ta gọi là góc xạ. Thì chúng ta y chang như chúng ta thấy cái mô hình chiếc xe hồi nãy ha. Chúng ta thấy nó cái góc tới hiện giờ đang đi từ Pika ra không khí, khi góc tới thì giờ đang nhỏ hơn góc khúc xạ. Đây. Ok, sẵn tiện chúng ta sẽ đi làm ngược lại luôn. Chúng ta sẽ đi lập bảng và chúng ta so sánh cái góc như từ nãy chúng ta là. Đầu tiên, không độ nè. Tia tới trùng với phát tuyến thì góc tới là không độ, góc khúc xạ cũng không độ luôn. Rồi, bây giờ cho tia tới là 1 độ đi. 10 độ. Rồi, tia tới chúng ta đang là 10 độ thì góc tới chúng ta đang là không 10 10 độ, 15 độ ha, 15 độ, cỡ khoảng 15 độ. Rồi ok, tiếp tục. Rồi, tia tới đang là 20 độ thì tia khúc xạ đang là cỡ khoảng 30 ha, 30 31 cho 31 độ. Rồi ok, tiếp tục. Rồi, tia tới đang là 30 độ thì tia khúc xạ đang là không 40 47 48 48 độ. Rồi ok, tiếp tục nha. Rồi ok, tia tới đang là 40 độ, 40 độ thì tia khúc xạ đang là nhiêu độ đây? Này ngay giữa này 70 71 72 75 độ. Rồi ok, tiếp tục. Tiếp tục tăng góc tới lên. Ôi, tia khúc xạ đâu mất tiêu rồi. Hình như tới đây là tia khúc xạ mất rồi nè. Như vậy rõ ràng ở đây chúng ta thấy là trong trường hợp này không còn tia khúc xạ nữa. Ủa, lý do tại sao vậy? Tia khúc xạ bây giờ nó đi đâu mất tiêu rồi? Đấy. Chúng ta hãy xem xét thử coi lý do tại sao nó lại bị mất tia khúc xạ vậy. Rồi đây, cái tia sáng chúng ta cùng nhìn lại ha, cái tia sáng khi chiếu từ mica ra không khí thì góc tới nó nhỏ hơn góc khúc xạ,
Như vậy sẽ tới một lúc nào đó mà cái tia sáng chúng ta nó tới và nó cho cái tia khúc xạ này nó sẽ tới một lúc nào đó khi chúng ta tăng cái góc tới lên thì cái góc khúc xạ cũng sẽ tăng lên theo, và cái tia khúc xạ này nó sẽ chạm với mặt phân cách trước nè. Đấy, do đó ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là lúc đó bắt đầu sẽ không còn có tia sáng nữa. Đấy, khi đó cái sin cái góc y này nè, chúng ta có thể viết theo định luật xạ là sin y nhân cho n mica thì nó sẽ bằng là sin r nhân cho n không khí, thì n không khí bằng 1, sin của góc khúc xạ bây giờ 90 độ, sin góc chín sin sin 90 độ cũng bằng 1 luôn. Như vậy ở đây chúng ta sẽ có được là n nhân sin y bằng 1. Và vậy thì nếu như mà bây giờ chúng ta tăng sin y lên nữa thì dĩ nhiên nếu chúng ta tăng sin y lên nữa, sin y nhân n bây giờ bằng 1 rồi mà sin y còn tăng lên nữa, như vậy cái vế bên phải này chắc chắn nó sẽ lớn hơn 1. Đấy, mà nếu vế bên phải mà lớn hơn 1 thì khi chúng ta tăng sin y lên được ha, thì bây giờ cái sin y này khi chúng ta tăng lên thì cái bên đây nó sẽ lớn hơn 1. Thì nếu thằng này lớn hơn 1 thì làm gì chúng ta thì làm cách nào để cho thằng này nó bằng sin r được nữa? Làm gì có cái sin nào nó lớn hơn 1? Đó chính vì vậy cho thành ra theo giải thích theo toán học thì chúng ta sẽ thấy là nó bị mất tia khúc xạ là như vậy. Đấy. Còn ở đây nếu chúng ta giải thích theo vật lý thì chúng ta có thể thấy được trên thực nghiệm là đây giải thích trên thực nghiệm thì chúng ta thấy rằng là khi tăng góc tới lên thì góc khúc xạ cũng sẽ tăng theo. Đấy, đây, khi tăng góc tới lên thì góc khúc xạ cũng sẽ tăng theo. Đấy, nhưng mà mấy đứa thấy rằng là cái tia khúc xạ nó quay nhanh hơn tia tới nè. Được ha? Cho nên là sẽ tia khúc xạ nó sẽ chạm tới cái mặt phân cách trước. Đấy, và khi nó chạm tới mặt phân cách rồi thì sẽ không còn tia khúc xạ nữa. Chúng ta có tăng góc tới lên thì sẽ không còn tia khúc xạ nữa. Bây giờ mọi tia sáng tới, mọi năng lượng sáng tới nó sẽ bị phản xạ hết hoàn toàn. Nó bị phản xạ toàn phần ngay tại chỗ này. Được không? Thì cái hiện tượng này chúng ta gọi là hiện tượng phản xạ toàn phần. Được chưa? Đấy, ở trong sách giáo khoa chúng ta mở ra bài tiếp theo hiện tượng phản xạ toàn phần. Rồi mấy đứa có thể theo dõi sách giáo khoa trang 219 220 á ha. Đấy, thì ở đây thầy sẽ thống kê, thầy sẽ đúc kết lại cái kết luận về hiện tượng phản xạ toàn phần để có được phản xạ toàn phần thì chúng ta phải có được hai điều kiện cần, đó chính là tia sáng phải đi từ môi trường có chiết xuất lớn sang môi trường có chiết xuất nhỏ. Rõ ràng chúng ta thấy rằng là mica đi qua không khí thì mới có hiện tượng phản xạ toàn phần, chứ còn lúc ban đầu chúng ta đi từ chiếu từ không khí vô mica chúng ta đâu có thấy hiện tượng phản xạ toàn phần gì đâu, đúng không? Đấy, và tuy nhiên để khi khi mà tia sáng đã đi từ môi trường có chiết xuất lớn sang môi trường chiết xuất nhỏ rồi thì vẫn chưa chắc là có hiện tượng phản xạ toàn phần nữa. Đấy, lấy ví dụ như trong trường hợp này đã có phản xạ toàn phần đâu, vẫn còn tia khúc xạ nè, được không? Đấy, khi chúng ta tăng góc tới lên tới một cái góc nào đó thì nó mới bắt đầu hiện tượng phản xạ toàn phần. Được ha? Như vậy ở đây chúng ta sẽ thấy là cái góc mà bắt đầu hiện tượng phản xạ toàn phần. Đấy, cái góc mà bắt đầu hiện tượng phản xạ toàn phần đó chính là góc y màu xanh này nè. Đấy, khi mà cái tia tới nó cho cái tia góc khúc xạ nó nằm là trên mặt phân cách này luôn. Đấy, thì cái góc y y đó chúng ta gọi là y giới hạn. Y giới hạn ha. Đấy, và sin y giới hạn thì được tính bằng là y giới hạn, sin y giới hạn thì được tính bằng là lấy chiết xuất của môi trường không khí chia cho chiết xuất của môi trường mica, được ha? Đấy, hay nói khác là chúng ta lấy n của môi trường khúc xạ chia cho n của môi trường tới cũng được. Được chưa? Đấy, còn không nếu mà đi chiếu từ cái môi trường có chiết xuất n ra với môi trường không khí thì chúng ta nó sẽ có được là 1 trên n. Được ha? Đấy. Thì với cái góc y giới hạn này là đủ để bắt đầu xảy ra phản xạ toàn phần rồi. Vậy nếu chúng ta muốn có phản xạ toàn phần thì cái góc y chúng ta nó phải lớn hơn cái góc y giới hạn.
hay nói cách khác là sin y, chúng ta nó phải lớn hơn sin y giới hạn hoặc bằng, tối thiểu là bằng y giới hạn. Đấy. Rồi như vậy chúng ta ghi vô điều kiện đủ, chúng ta điều kiện đủ là cái gốc y chúng ta đấy nó phải lớn hơn hoặc là tối thiểu là bằng gốc tới giới hạn. Đấy, thì cái gốc tới giới hạn này nó sẽ được tính bằng cách là lấy chiết xuất của môi trường nhỏ chia chiết xuất của môi trường lớn. Đấy, hay là chiết xuất của môi trường khúc xạ chia ra chiết xuất của môi trường tới cũng được. Đấy, tại vì n nhỏ là môi trường khúc xạ này, n lớn là môi trường tới này. Đấy. Rồi, vậy thì cái hiện tượng phản xạ toàn phần này nó có ứng dụng gì không? Có. Thí dụ chúng ta mở sách giáo khoa ra. Đây, trang số 226 bài đọc thêm đó, thì chúng ta thấy rằng là cái này chúng ta gọi là ảo ảnh sa mạc. Chúng ta thấy rằng là trên cái đoạn, nếu chúng ta đi trên sa mạc hoặc là trên một cái đường lộ vào buổi trưa nắng đó, thì chúng ta thường thấy rằng là trên mặt đường ở phía xa nó có hình như nó có vũng nước. Đây, thì thực ra không có vũng nước nào cả, mà chẳng qua nó là do hiện tượng ánh sáng nó đi từ môi trường ở bên trên, môi trường có chiết xuất lớn sang môi trường có chiết xuất nhỏ. Tại vì những cái lớp không khí gần mặt đất á, nó nóng, nóng thì chiết xuất của nó sẽ nhỏ, còn lạnh thì chiết xuất nó sẽ lớn. Do đó ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là cái chiết xuất, cái tia sáng nó đi từ trên xuống và tới một lúc nào đó tới đây nó sẽ bị phản xạ toàn phần lên. Và cái tia phản xạ toàn phần này nó vô mắt chúng ta, thì chúng ta thấy rằng là hình ảnh bầu trời nó được có vẻ như nó nằm ở bên dưới mặt đất. Nó bên dưới, nó giống như cái mặt đất nó giống như là một cái miếng gương để nó phản xạ hình ảnh mặt trời, bầu trời xuống vậy. Nên chúng ta có cảm giác nó giống như có nước đó. Đấy, rồi ngoài ra chúng ta còn thấy là ở bên đây nó có ảo ảnh đại dương, ảo ảnh chiếc thuyền. Chiếc thuyền chúng ta thấy có vẻ giống như là nó nằm ở bên trên không trung. Đấy, thì cái này có clip luôn. Có gì sao ở cuối clip này thì thầy sẽ chiếu cho mấy đứa coi. Đấy, còn ứng dụng của cái phản xạ toàn phần thì chúng ta còn có được dùng để làm kính tiềm vọng nữa. Đây, kính tiềm vọng là cái kính này, được ha? Tia sáng đi vô bên đây thì đi ra bên đây. Đấy, cái cấu tạo kính tiềm vọng nó như sao? Rồi, cái kính tiềm vọng trước tiên là nó bao gồm một cái lăng kính trước, một cái lăng kính, thì cái này chúng ta gọi lăng kính. Cái lăng kính này có là lăng kính tam giác vuông cân, được ha? Thì tia sáng nó sẽ chiếu từ đây vô. Đấy, tia sáng chiếu từ đây vô thì tia sáng nó bị đổi hướng chuyển lên, nó bị phản xạ toàn phần ngay tại cái mặt này. Đấy, rồi. Rồi, và khi tia sáng nó bị phản xạ toàn phần một lần, nó đi lên thì nó lại gặp một cái lăng kính phản xạ toàn phần thứ hai để nó vẽ đường đi tia sáng đi quanh đây. Được ha? Vậy chúng ta vẽ mô hình nó lại như sao? Đấy, đây, vẽ sơ đồ lại thì nó sẽ như thế này. Đấy, tia sáng đi từ dưới đây, tia sáng đi thẳng vô. Rồi đây. Đó, thì nó sẽ bị phản xạ toàn phần lên trên đây. Rồi từ về phản xạ toàn phần lên đây thì nó lại bị phản xạ một lần nữa đi ra ngoài này. Được ha? Đấy, hoặc là tia sáng ở bên nó sẽ đi ngược lại, tia sáng từ bên ngoài này đi vô, bị phản xạ toàn phần ở đây, rồi đi phải đi xuống đây thì lại bị phản xạ toàn phần lần thứ hai, đi quanh đây và đi ra đây. Đấy, vô mắt chúng ta. Đấy, như vậy ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là đây là mặt nước này. À, như vậy chúng ta ở bên dưới mặt nước, chúng ta ở trong cái tàu ngầm bên dưới mặt nước, chúng ta vẫn có thể quan sát được bên trên. Đấy, bằng cái kính, chúng ta gọi là kính tiềm vọng. Được ha? Đấy, hoặc là mấy đứa để ý thấy rằng là ở đây chúng ta này có cái ống dòm. Thầy có ống dòm. Được ha? Đấy, cái ống dòm chúng ta nó chúng ta nhìn á là chúng ta nhìn vô cái ống này. Được ha? Nhưng ánh sáng vô là ánh sáng nó vô cái ống này. Vậy làm cách nào mà tia sáng nó lại đi từ đây vô, xong rồi bẻ quanh đây rồi đi lên đây, được ha? Đấy, chắc chắn bên trong đây nó có hệ thống hai cái lăng kính phản xạ toàn phần trong đây để ánh sáng đi vô đây, nó bẻ lên đây, quẹo quanh đây, được ha? Đấy, hoặc là có đứa nào mấy đứa thấy cái máy chụp hình cơ không? Cái máy chụp hình cơ thì chúng ta thấy nó có dáng nó như thế này. Đây, cái máy chụp hình cơ thì sơ đồ nó cũng giống vậy. À, chúng ta thường hay đặt mắt ở đây để chúng ta nhìn vô đây, chúng ta ngắm nè. Đấy, rồi ha. Rồi, nhưng mà ánh sáng thì nó lại đi vô đây. Như vậy ánh sáng đi vô đây, nó đã phải bị dùng cách nào đó để đi lên đây, rồi đi vô đây vô mắt chúng ta. Đó, thì chắc chắn ở trong cái máy chụp hình đó, nó đã có hệ thống hai cái lăng kính phản xạ toàn phần để nó phản xạ toàn phần đường đi tia sáng qua.
được ha. Rồi ngoài ra cái hiện tượng phản xạ toàn phần nó còn được dùng để làm cáp quang được ha, cáp quang truyền đi, truyền nội soi nè, truyền đó, hoặc là cáp quang để làm vật trang trí đấy. Thì mấy đứa sẽ thấy, sau đây thầy sẽ cho mấy đứa thấy là cái cáp quang thực tế nó như thế nào, hay chúng ta còn gọi là ống dẫn sáng đó. Rồi cái này là sợi cáp quang nè đó, thì chúng ta thấy là cái sợi cáp quang này nó cũng gồm có hai lớp, một lớp bên ngoài bảo vệ nè, cái lớp lõi bên trong nè đó. Thì chúng ta thấy là sợi cáp quang nhiệm vụ của nó là chiếu ánh sáng vô đầu này thì nó sẽ phản xạ toàn phần ở trong cái sợi dây cho đến khi nó ra, nó lọt ra khỏi cái đầu ra ở đây được ha. Đấy, chúng ta thử chiếu ánh sáng thử rồi. Rồi đây chúng ta có ánh sáng này, chúng ta chiếu thử rồi đó. Đấy, chúng ta chiếu vô thì nó ấy, thì nó sẽ ló ra, có ánh sáng chỉ ló ra khỏi đầu bên kia được ha. Đấy, đó là ứng dụng của hiện tượng phản xạ toàn phần trong cáp quang. Thì dĩ nhiên cái cáp quang này còn có thể ứng dụng trong y học và nội soi nữa. Đấy, chúng ta bác sĩ sẽ đưa cái đầu cáp quang này vô trong cái cổ họng, cuống họng chúng ta, rồi đưa đi xuống dưới dạ dày được ha. Cái đó chúng ta gọi là nội soi dạ dày. Đấy, đưa xuống sâu xuống đây. Dĩ nhiên là cái sợi cáp quang mà để nội soi nó không có bự như vậy ha, nó nhỏ, nó mỏng lắm. Đấy, đưa vô rồi ha. Rồi đầu tiên là người ta sẽ yêu cầu mấy đứa nằm nằm ngửa ra đấy, rồi có thể họ sẽ tiêm thuốc tê tê vô trong cái cổ họng để chúng ta tránh cái cảm giác khó chịu đó. Sau đó họ đút vô, đưa cái này vô đó, đưa vô cổ họng ha, đưa vô cổ họng rồi xong rồi xuống tới dạ dày đấy. Như vậy vấn đề là ở trong cái bụng chúng ta nó tối thui, ở đâu có ánh sáng đâu, thì làm sao cái gì cái ánh sáng nào để truyền ra ngoài bây giờ đấy. Thì ở trên cái đầu này nè, ở trên cái đầu này nó có một cái phần gọi là phần đen đấy, để chúng ta có thể để nó phát ra ánh sáng. Rồi cái ánh sáng đó nó sẽ đập vô các phần nội tạng bên trong cái ruột chúng ta đấy, thì nó sẽ phản xạ ánh sáng lại và nó vô trong cái đầu này và đi ra cái đầu kia đấy ha. Đấy, ứng dụng tiếp theo của cái hiện tượng phản xạ toàn phần chúng ta cũng là cáp quang luôn, nhưng mà cái cáp quang này là cái cáp quang mỏng dùng để trang trí đấy ha. Thì chúng ta thấy rằng là nó sẽ tạo ra hình dáng cái đèn đấy. Đấy, thật ra ở dưới đây là có cái đèn nó chiếu lên thôi đấy. Cái đèn này chiếu lên thì nó sẽ cái ánh sáng nó sẽ bị phản xạ toàn phần trong từng cái sợi cáp này đó, từng cái sợi cáp này để chúng ta nó để nó cho ra cái đầu của chúng ta đó ha. Đây chính là cái ứng dụng của cái hiện tượng phản xạ toàn phần ở trong cái cáp quang đấy.